Đập hộp em mua nắp 7 camo cho anh em xem nhá. 7S này. VGP nhá, dòng camo là cái bản mà là cái bản mà cao cấp của dòng 7S này. 7S này thì nói nếu mà chung với hiệu suất của nó thì giết chết mấy cái em dưa cây cái đời 5 triệu đấy mọi người nhá, 4 triệu 8 đấy. Và cái chất lượng của ni công thì các bác biết rồi, bản combo này cực kỳ đẹp luôn mọi người. Bản này mà như kiểu là nó là gần như là cái bản mà bản đặc biệt của nó nhìn rất là đẹp luôn. Kính con ni công này là kính côi phẳng này, công dụng kính côi phẳng nhá. Đây là cái công nghệ mới mà nó cho lên cái con 7S này. Còn với cái dòng Nikon Monarch 7 đời trước thì nó vẫn cứ cong thôi, nhưng dòng này làm phẳng cực kỳ sáng luôn mọi người ạ. Này nó tương tự với kính ED 6,2 độ nhá, chống nước. Chịu nước này có đúng một con duy nhất.